Đây Huyền Giang đi đấy. Xin chào tất cả mọi người, tên là An. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người cả ở cái quá trình Huyền Giang của mình trong suốt 2 năm tại Mike. Lý do mình Huyền Giang á thì là tại vì trong mình 9630 mà cái da cái vào không phải nhiều lắm, không cười lên mình không rất mất tự tin mà không thoải mái khi cười luôn định. Nên là mình quyết định là đi Huyền Giang luôn. Thì ban đầu khi bắt đầu mới quyết định Huyền Giang thì mình lo nhiều cái lắm, như là lo điểm sẽ bị đau này, lo điểm không thì bị xấu này, không đẹp như mong muốn này, rồi nhiều người phải đi lại nhiều, nói chung nhiều cái lo lắm. Nhưng mà từ khi mà Huyền Giang sản xuất á, mình ăn kẹt mình đang sửa lại thì mấy cái đấy nó không xảy ra, nên là mình cứ lo vô ích rồi. Mình Huyền Giang khoảng 2 năm, sau 2 năm thì mình nói nhiều nhưng mình không hỏi với ai cả. Thì lúc đến với mọi người mới hỏi là ê, cái thay của mày đâu rồi, thế sao không thấy nữa? Thì mình bảo chứ tao vừa tháo thay hôm qua xong. Thì bọn nó bảo là thằng nào tao thấy ra mày đẹp thế nó không chịu tháo thay rồi, hóa ra là mới tháo à. Thì bây giờ mày có đeo thay duy trì không? Thì mình có bảo là có, phải đeo thay duy trì khoảng 6 tháng chứ, nếu không thì làm sao mà có thể giữ được cái phong da của mình. Thì nói thật là từ khi mà nhiều lắc sau ấy, mình thấy kiểu tự tin thoải mái cười hẳn đi, chủ góc nghiêng cũng thấy đẹp hơn, mà khi cười thì thoải mái tự tin, nói chuyện mọi người cũng tự tin hơn rất là nhiều, kể cả đi gặp crush thì cũng không cần ngại ngùng phải che miệng cười như ngày xưa nữa. Thực sự là các bạn nên Huyền Giang đi đấy.